Xin chào các bác, chào các anh chị và các bạn. Hiện nay thì cái nhu cầu sử dụng các máy móc nông nghiệp để giải phóng sức lao động thì ngày càng phổ biến. Thì đứng trước cái nhu cầu đấy thì có thêm một cái nhu cầu, có nghĩa là cái nhu cầu tìm hiểu thông tin để trước khi chúng ta quyết định chúng ta mua một cái máy nào đấy để nó phù hợp với công việc của chúng ta nhất. Thì cái thông tin rất là quan trọng, và nhất là những cái người mà người ta sử dụng qua rồi, hoặc là thông tin từ cái phía bên bán. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói thêm về cái máy xới cỏ, xới đất đa năng này. Thì tiện tiện đây thì có một số anh chị ở trên online có hỏi đấy, thì thông tin thêm về cái hai cái dòng máy mình đang bán hiện nay. Thì có rất là nhiều người nhắn tin hỏi, thì mình làm luôn cái clip này để cho nhiều người khác, để các bác, anh các chị, các bạn tham khảo thêm, để chúng ta quyết định chúng ta sẽ mua những cái máy như thế nào để cho nó phù hợp với công việc của mình nhất. Thì hiện tại thì đang trước mặt mọi người đang có hai cái máy. Thì đây, cái máy này là cái máy xới đa năng trục ngang nhé. Thì cái máy xới đa năng này hiện trên thị trường cũng có rất là nhiều loại và ứng dụng cũng cũng rất là rộng rãi, bởi vì nó là cái máy xới đa năng. Thì với cái máy xới đa năng này thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc ở trong vườn và cả dưới ruộng nữa. Như cái máy này là chúng ta có thể làm được cả dưới ruộng ướt, chúng ta có thể cày ruộng này, bừa này, cày mà có cái lồng 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 phay. Thì đa phần thì cái nhu cầu thì chủ yếu hiện nay là để làm vườn ở trên cạn, cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn những cái chức năng đi kèm theo làm sao để nó phù hợp nhất với công việc của chúng ta hiện nay. Thì đây là một cái máy Fuji Japan Fuji 601, mà cái máy này có công suất là 7,5 HP nhé, 7,5 HP. Thì có một số anh chị là hỏi là cái có công dụng chức năng gì. Thì đây, trước mặt mọi người đây thì đi cái bộ cơ bản của cái máy này ấy, thì nó sẽ có đi theo hai cái bánh lốp này, và cái bánh lốp và cái bộ phay này. Đó, đây là cái bộ phay đất, hay còn bộ xới này. Thì cái bộ phay này thì nó đi kèm theo máy. Đây, một cái máy như thế này thì sẽ có hai cái này bộ kia, và chúng ta sẽ mua thêm tùy cái nhu cầu công việc cụ thể. Thì chúng ta sẽ mua thêm bộ cuốc, hiện nay đang lắp ở trong cái máy là đang là bộ cuốc nhé. Đấy, các bạn xem bộ cuốc này. Thì bộ cuốc này sẽ có cái tác dụng là những cái đối với những cái vườn mà đất mà cứng ấy, khô cứng ấy, thì nhu cầu công việc cụ thể, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta sẽ cuốc đất. Thì cái cuốc này nó rất khỏe nhé, các bạn có thể xem cái móc như thế này rất là cứng, thì nó móc được lên hết kể cả những cái đất mà chúng ta tưởng tượng như cái đất mà ô tô nó lèn qua, đất khô ấy, thì với cái máy này thì nó có thể móc được lên, bởi vì cái công suất của nó là 7,5 HP. Thì đây là cái bộ cuốc. Thì thông thường đất cứng và những cái vườn nào mà chúng ta mới khai phá mà chúng ta sẽ mới móc được lên ấy, thì chúng ta cái bộ phay mà sử dụng mà nó chưa được tốt lắm thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ cuốc này, hoặc là những cái nơi nào mà đất cứng, đất khô, đất cứng thì cái bộ cuốc này cũng có thể sử dụng được, bởi vì cái máy này rất là khỏe. Và sau đó là có thêm một cái bộ, nữa là bộ xới cỏ. Đây là những cái lồng xới cỏ. Đó, đây là cái lồng xới cỏ với cái trục lục giác như thế này, thì chúng ta có thể lắp được cái lồng xới cỏ này. Thì cái lồng sấy cỏ nó thiết kế cũng rất là hay mọi người nhé, nó thiết kế theo cái dạng hình 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 bầu 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 dục như thế này, cho nên chúng ta đánh thì không bao giờ nó bị mắc cỏ ở trong cái này cả, nó sẽ hất hết ra đằng sau và nó sẽ sới được cỏ, những cái cỏ rậm cũng cũng có thể sới được. Thì nó có thêm cái chức năng là sấy cỏ này. Thì cái máy này có cái bánh bám lốp hơi không xăm, thì chúng ta có thể cái bánh bám này thì dùng để di chuyển, và chúng ta có thể dùng để chế thêm một cái thùng nhỏ nhỏ đằng sau để chúng ta làm cái đầu kéo. Thì các bạn có thể lắp cái này vào cũng được. Đó, tùy công việc cụ thể. Thì đây, ngoài ra thì còn cái bộ phay này, bộ phay đất. Thì cái bộ này chúng ta sẽ dùng nhiều nhất, thì nó thiết kế theo cái dạng đi theo máy, thì nó sẽ có cái bộ phay này kèm theo. Bộ phay và bánh lốp như thế kia là bộ cơ bản, nó là 13 triệu 500 nhé. Còn chúng ta có thể thêm cái bộ sới và bộ sới cỏ và bộ cuốc này nữa thì chỉ khoảng độ hơn 1 triệu nữa thôi, hơn 1,5 triệu nữa thôi. Ngoài ra còn có thể lắp được cái cày nữa đằng sau. Đó, còn có thể cày ruộng ở đằng sau nhé. Đó là cái máy này. Cái máy này là chạy xăng, 7,5 HP chạy xăng. Hộp số. Cái máy này nhập khẩu hoàn toàn cho nên là cái thiết kế nó rất là hay. Đó, cái hộp số thiết kế nó hơn hẳn một số cái máy khác, cho nên là qua cái quá trình sử dụng vài năm trước mình có thể dùng cả loại khác, là mình có đánh giá, thì riêng cái máy này này chúng ta có thể sử dụng nó phù hợp, rất là phù hợp với túi tiền của nông dân. Cái giá khoảng độ dưới 20 triệu là chúng ta có thể mua được một cái bộ đầy đủ hết.
Nhưng hiện tại như thế này thì đầy đủ hết một cái bộ cuốc sới lồng và bánh lồng như thế này thì cái máy này nó chỉ khoảng 15 triệu thôi là chúng ta có thể mua được, chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Thì hiện hiện nay thì theo cái nhu cầu công việc cụ thể hàng ngày ấy, thì đối với các bác làm vườn, các bạn làm vườn thì mình có về thêm một cái dòng máy, đó là cái máy đào rãnh. Thì cái máy đào rãnh này thì đây, thì qua một cái thời gian vừa rồi thì cũng có khá là nhiều clip mình đã đưa lên trên mạng, thì nhiều anh em thì cũng có theo dõi và cũng có khá nhiều máy bán ở trên thị trường. Thì cái máy đào rãnh này thì nó có cái chức năng rất là độc đáo, là cái máy là cái chức năng đào rãnh. Thì đây trước mặt các bạn đây là cái bộ đào rãnh, thì như clip các bạn xem là cái này thì nó sẽ có thể đào được một cái rãnh sâu, đây rộng khoảng 20 phân, đây rộng 20 và sâu sâu tối thiểu là 20. Nếu mà chúng ta muốn đào sâu hơn nữa thì chúng ta có thể cho nó sâu xuống một chút nữa cũng vẫn được. Thì nó sẽ hất đất ra hai bên, nó sẽ hất đa phần hất ra hai bên, xong còn lại thì những cái đất tơi tơi nhỏ nhỏ thì chúng ta có thể xúc rất là nhẹ nhàng ở bên dưới mà chúng ta không mất công. Thì nó có tác dụng là chúng ta có thể dùng, các bạn có thể dùng để đào 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 cái rãnh để thoát nước này, hoặc chúng ta có thể tạo những cái rãnh mà sau khi chúng ta băm nhỏ đất, chúng ta dùng cái bộ phay này, để ngoài ra nó còn cái bộ phay này nữa, thì chúng ta băm nhỏ đất ra, sau đó là chúng ta lên rãnh để làm tạo rãnh làm luống chẳng hạn, hoặc là trong vườn này chúng ta có thể làm rãnh thoát nước này, làm rãnh thoát nước này, hoặc là rãnh để chúng ta có thể đào những cái rãnh nhỏ nhỏ để chôn ống này cũng được. Và đặc biệt một cái điểm rất là hợp lý là cái máy này nó khá là nhỏ gọn, cái máy này nó khá là nhỏ gọn đấy, đó. Thiết kế cũng rất thông minh và nhỏ gọn, thì chúng ta có thể luồn lách. Thì đa phần hiện nay thì cái máy này là những khách hàng mà chúng ta có vườn cây nó cũng vài năm rồi ấy, thì chúng ta bón phân chuồng, nhất là cái nhu cầu bón phân chuồng hiện nay thì là một điều không thể bỏ qua được, phải không? Thì chúng ta sẽ đào một cái rãnh xung quanh một cái cây bưởi hoặc cây cam, cây bưởi hoặc cây trồng khác, hoặc là chạy xung quanh bồn thì chúng ta dùng để bón phân. Lại làm một cái rãnh như thế này thì chúng ta cho chỉ cần chạy xung quanh khoảng độ vài phút, 2 3 phút gì đấy, tùy cái cây bưởi to bé nhá, là chúng ta sẽ đào được một cái rãnh để chúng ta bón phân chuồng thì rất là nhanh, rất là thuận tiện. Thì cái máy này thì nó thiết kế cũng cũng gọn gàng lắm, rất là nhẹ nhàng và phụ nữ cũng có thể làm được. Đó. Thì thiết kế theo dạng máy cá nhân, phụ nữ có thể làm được. Cái đầu máy trong sân này thì cái đầu máy này thì khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Đó, cái máy này nhập từ bên Trung Quốc nhé. Thì chúng ta bằng cái thời gian lâu qua thấy cái mấy cái hãng máy của Trung Quốc như cái mấy cái đầu D6, D8, D12, G24, 20, 24 gì đấy, hoặc những cái máy đấy rất là bền. Những cái hãng máy này thì họ có lịch sử rất là lâu đời rồi. Đó, còn cái máy này thì họ mới ra năm ngoái, nên nó rất là mới. À, nó cải tiến rất là hay cái máy này này. Thì dùng mình thấy dùng cũng hợp lý cho cái cá nhân mà dùng thì nó vừa sức. À, vừa sức mà phụ nữ có thể làm được, mà đặc biệt chúng ta làm nó rất là nhẹ nhàng cho công việc. Thì cái công việc cụ thể thì đấy, so sánh hai cái dòng máy như thế này để các bạn, các bạn anh chị có thể, chúng ta có thể so sánh và chúng ta xem cái công việc cụ thể của mình như thế nào để chúng ta lựa lựa chọn. Cái máy này thì nó cái công suất của nó thì nó không khỏe bằng cái máy bên kia. Đó, cái máy kia thì công suất là 7,5 HP, còn cái máy này nhỏ hơn một chút để chuyên luồn lách vào bên trong, và chúng ta có thể đào rãnh dùng cá nhân thì rất là hợp lý. Thì cái máy này có công suất là khoảng 3 HP, hơn 3 HP một chút. Thì nó có thêm cái bộ phay này nữa, thì cái bộ phay đất này thì nó có chức năng giống với cái bộ phay đằng kia của cái máy 7,5 HP kia. Thì cái máy kia nó sẽ to to hơn một chút, thì với cái điều kiện là cái diện tích chúng ta rộng hơn, hoặc là cái vườn nào mới khai phá thì chúng ta dùng cái máy kia hợp lý hơn. Còn vườn nào mà vườn cây đã hiện nay đã ổn định, xanh tốt ổn định rồi, chúng ta dùng để tạo rãnh này hoặc là bón phân thì chúng ta dùng cái máy này nó sẽ hợp lý hơn này. Đó. Ngoài ra thì cùng chung với chức năng với cái máy Fuji Japan đằng kia thì cái máy tạo rãnh này nó còn có thêm một cái bộ cũng có lồng sấy nữa nhé. Đó. Đây là cái bộ sấy cỏ. Đấy, cái lồng sấy cỏ này thiết kế cũng rất là hay này. Đấy. Thì mỗi bên nó sẽ có một cái bánh lồng như thế này. Cái máy này thì cái tốc độ nó chạy nó rất cao, cho nên khi chúng ta sấy cỏ ấy, thì cái tốc độ sới nó cũng rất là nhanh nhé các bạn, thì nó hất hết ra đằng sau hết và không bị mắc cỏ, không hề bị mắc cỏ luôn. Cả như cái thiết kế của cái phay này cũng thế, nó có hai cái gạt ở đây để nó không bao giờ mắc cỏ vào trong cái trục kia. Nó thiết kế rất là độc đáo, bởi vì cái Trung Quốc thì họ cải tiến liên tục với cái nền nông nghiệp rất là lâu đời của họ, thì cái máy móc của họ sản xuất đi châu Âu rất là nhiều, cho nên họ cải tiến rất nhiều cái máy móc hiện nay đang rất tiện dụng. Và nhìn chúng ta nhìn nó đơn giản như vậy thôi nhưng mà thiết kế rất là thông minh, kể từ bộ lọc gió này, rồi cái bộ máy và cái bộ truyền lực, nhìn nó rất đơn giản thôi nhưng mà cái hiệu quả công việc rất cao và rất phù hợp với túi tiền. Thì cái máy này cái bộ cơ bản thì tất cả kèm theo ba cái bộ như này là máy hiện nay đang bán 13 triệu 500. Thì các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại
của mình là 0976 555 562 để được tư vấn cụ thể hơn. Và tùy theo cái nhu cầu công việc cụ thể thì chúng ta có thể sử dụng, lựa chọn và sử dụng những cái máy hiện nay làm sao nó hợp lý nhất và phù hợp túi tiền và tạo ra cái công việc nó hiệu quả, công việc cao nhất. Và như mình thực tế thì mình cũng làm vườn và mình cũng sử dụng khá nhiều. Thực tế cái máy này mình đang dùng thì thấy nó rất là hay, cái chỗ là nó có thể đi luồn lách vào trong các khu cây nhỏ hẹp. Rồi các bạn nhất là bạn bón phân ấy, bón phân cho bón phân chuồng thì chúng ta chỉ chạy một cái rãnh xung quanh này. Thì một số clip cụ thể và thực tế của mình đã quay được trước thì các bạn có thể xem. Mà nó rất nhẹ nhàng nhé, cái này đất hơi dốc một chút hoặc là đất bồn cây hoặc là cây dày một chút chúng ta vẫn có thể làm được. Còn hai cái lồng sới kia thì cái đường kính sới của nó thì cũng có khoảng độ 60 phân, không đến 60 nhé, khoảng độ 50. Khi lắp vào máy thì nó chỉ khoảng độ 50-60 phân thôi, cho nên chúng ta đi những cái rãnh hẹp. Nhiều bác ở trên Thái Nguyên trồng chè có hỏi là cái này có làm được rãnh chè không, thì hoàn toàn có thể sới được nhé. Chúng ta lắp cái lồng này và chúng ta cho nó đi nó sới thì nó chỉ nhỏ nhỏ như vậy thôi, và chúng ta có thể sới hai bên thì cái rãnh chè nó nhỏ nó sới đi, hoặc chúng ta tạo rãnh cũng được. Còn như dòng máy như thế này thì nó dành cho cái không gian rộng hơn, thì chúng ta sẽ dùng ở cái không gian rộng hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn cái máy này khỏe hơn. Hoặc các bạn nào làm ruộng ấy thì có thể mua cái máy như này. Cái giá tiền thì nó chỉ chênh chênh như nhau thôi, nhưng mà cái công việc thì hai cái máy nó gần như giống nhau. Và nó có chung bộ cuốc, cái này cũng cuốc được, cái kia cũng cuốc được, nhưng cái kia nó sẽ cuốc đất cứng hơn, rộng hơn. Nhưng còn cái này tạo chúng ta dùng để tạo rãnh. Đó, cho nên là mỗi một cái máy nó đều có cái ưu thế riêng, ưu nhược điểm riêng. Cho nên tùy cái nhu cầu cụ thể của chúng ta có thể lựa chọn thế nào cho nó phù hợp nhất. Thì cũng như cái máy Fuji Japan này thì cái máy tạo rãnh này thì cũng chạy bằng xăng, chạy xăng bình thường. Đó. Cái này có buồng nhớt riêng nên là chạy xăng trắng bình thường. Hệ thống lọc gió rất là độc đáo. Đó. Các bác nào, các anh chị nào có nhu cầu và tìm hiểu thêm ấy thì có thể xem clip và chúng ta liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình, số điện thoại 0976 555562 để mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về công việc cụ thể trong vườn và sẽ lựa chọn được những máy nào phù hợp nhất. Đây là những máy phát cỏ chuyên dụng rất hay nhé. Ok, chào các bạn nha. Chào các bạn.